vợ bầu 8 tháng quỷ gối vái lia lịa xin tha án tử cho chồng gây án mùng 3 Tết. Em xin chị hãy cho chồng em một cơ hội để con em được nhìn thấy mặt cha. Đó là lời cầu xin chua chát của vợ hung thủ khi quỷ gối vái người nhà nạn nhân lia lịa. Chỉ mong một chút khoan dung xin án tử cho chồng. Bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy đều rưng rưng nước mắt, thương cho người vợ và thấy uất hận kẻ đứng trước vành móng ngựa hắn đã gây án đúng mùng 3 Tết, khiến hai gia đình tan nát, để rồi vì ham chơi vì sĩ diện người chồng ấy không thể nhìn mặt và chăm sóc đứa con chuẩn bị chào đời. Và xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử từ tù, giang hồ, người nổi tiếng. Án mạng mùng 3 Tết Người phụ nữ ấy đến tòa với cái bụng bầu ở tháng thứ 8, tay dắt thêm đứa nhỏ 2 tuổi. Người đứng ngủ rũ trước vành móng ngựa kia là chồng chị, cha của các con chị, người ta bảo với hai tiền án và tội danh giết người chồng chị sẽ phải chịu mức án cao nhất thậm chí là tử hình bởi vậy chị mang các con đến tòa để cha con được gặp nhau chị tên lê cũng thuộc diện có nhan sắc da trắng mắt bổ câu chân mày lá liễu rất đẹp vợ chồng chị cũng được đánh giá là đẹp đôi hạnh phúc thế nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã bị cắt đứt chỉ vì một phút không làm chủ được mình của nguyễn nam khánh chồng chị Tên thật Nguyễn Nam Khánh sinh năm 1989, quê quán xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tiến án tiền sự 2. Giờ đây cuộc đời chị là những giọt nước mắt đắng và gánh nặng gia đình đẻ lên đôi vai khi Khánh đang đứng trước vành móng ngựa, chuẩn bị trả giá cho hành vi đoạt mạng người đúng mùng 3 Tết. Chiều 25 tháng 7, Tòa án tỉnh Nghệ An xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Nam Khánh sinh năm 1989, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Quá trình xét xử làm rõ, Nguyễn Nam Khánh là bạn của Phương, tên thật Đặng Lê Phương sinh năm 1986 quê quán xã Nghi Trung huyện Nghi Lộc. Bố Phương là ông Đặng Huy Tân sinh năm 1961, một người hiền lành không có mâu thuẫn gì với nhau. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2013, sau khi đi chúc Tết, một số người tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà ông Phạm Công Phúc, trong quá trình chơi giữa anh Đặng Lê Phương và Nguyễn Nam Khánh mâu thuẫn. Trên chiếu bạc, Phương nghi ngờ Khánh chia bài gian lận nên đã ném bộ bài vào mặt và hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Được một số người can ngăn nên chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Ngày 18 tháng 2, Khánh nhặt được một khẩu súng trên quốc lộ 46, đoạn giáp danh giữa hai xã Nghi Trường và Nghi Thạch. Trong khẩu súng có 3 viên đạn nên mang dắt vào túi quần. Buổi tối cùng ngày, Khánh đến nhà bạn chơi và gặp lại Đặng Lê Phương ở đây. Vừa gặp nhau, Khánh đã bị Phương đánh vì mâu thuẫn trong chuyện bài bạc trước kia ấm ức vì bị đánh khánh bỏ đi kiếm một gậy gỗ chạy thẳng đến nhà phương trên đường đi khánh gặp một người hàng xóm và nhờ anh này đưa về nhà để hòa giải khi có mặt tại nhà phương ông tân chạy ra mở cửa và nói rằng có chi mô chuyện con nít đây mà nghe vậy khánh vặn lại chuyện con nít rằng ông còn đập tui rồi hai bên lao vào chửi bới sổ sát bực tức vì bị đánh khánh rút khẩu súng thủ sẵn trong người lên nòng và gây án khiến ông tân gục xuống biết nạn nhân đã tử vong, Khánh bỏ trốn trong đêm nhưng cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ. Vợ vái lia lịa xin trọng được sống. Vào ngày xét xử, Khánh cao gầy gương mặt hốc hác hơn so với ngày bị bắt tạm giam. Không còn chiếc kính cận, Khánh nheo nheo mắt cố tìm người thân. Nhưng hình ảnh chỉ mờ nhạt, không nhận rõ họ. Khánh chợt trùng xuống khi thấy hình ảnh quen quen của người mẹ ngồi hàng ghế phía sau gần cửa ra vào. Trong phiên xử ngày 24 tháng 7, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo mức án này đã được sự đồng tình của gia đình bị hại nghe mức án đại diện viện kiểm sát đề nghị cho chồng chị hoảng hốt nước mắt lã chã giờ nghị án khi đứa con đầu xà vào chỗ bố chị tất tả chạy theo vợ bị hại đặng huy tân quỳ thụp xuống trước mặt người đàn bà vừa mất chồng chị vái liên lịa như cầu xin sự tha thứ em xin chị hãy cho chồng em một cơ hội sống để con em còn được nhìn thấy mặt cha. Chị khóc. Người phụ nữ đã bị chồng chị cướp đi trụ cột gia đình cũng khóc rồi lặng quay người đi. Trước ngày phiên tòa diễn ra, chị Lệ đã cố gắng chạy vậy chồng đủ 150 triệu đồng cho nhà bị hại, nhưng mong có thể chuộc lại một phần tội lỗi chồng mình gây ra. Trong hàng ghế dành cho bị cáo ngồi chờ hội đồng xét xử nghị án, Khánh cũng khóc nức nở khi đứa con nhỏ cứ mân mê chiếc còng số 8 nơi cổ tay bố. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Có lẽ trong tâm hồn non nớt ấy thì bố nó chỉ đi đâu đấy ít ngày rồi lại về. Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bố, thằng bé hồn nhiên khen bố có cái vòng đẹp và xin cho con. Không thấy bố trả lời, đứa nhỏ chạy lại níu quần mẹ mách rồi ngơ ngác không hiểu vì sao cả bố lẫn mẹ đều khóc. Tại phiên tòa, thấy vợ con nước mắt lưng chồng vái lạy nạn nhân tha thứ cho hành vi côn đương của mình, Khánh khai nhận tội lỗi của mình và xin hội đồng xét xử giảm án. Mặc dù hành vi phạm tội của Nguyễn Nam Khánh mang tính côn đổ tước đoạt mạng sống của người khác, gây ảnh hưởng xấu tới đời sống xã hội, mặt khác bị cáo có nhân thân xấu có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, nhưng gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại nên tòa xem xét cho Khánh được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Nam Khánh tù trung thân. Trước khi lãnh án tù trung thân vào năm 2008, Nguyễn Nam Khánh đã bị tòa án nhân dân thành phố Vinh phạt 21 tháng tù cho hưởng án treo về tội cướp giật tài sản. Trong thời gian này, Khánh tiếp tục cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp và bị tòa án nhân dân thị xã cửa lò tuyên phạt 18 tháng tù cộng với mức án cũ thành 39 tháng tù giam. Ra tù chưa được bao lâu, Khánh lại gây thêm trọng án. Tuy thoát được án tử hình, nhưng với mức án này, quãng đời còn lại của Khánh chỉ gói gọn trong bốn bức tường nhà giam. Nghĩ tới đứa con thờ dại, nghĩ tới cảnh vợ một mình vượt cạn. Khánh như khụ xuống, các đồng chí cảnh sát dẫn dài phải dìu ra xe. Nhìn cảnh vợ Khánh một tay dắt con, một tay ôm lấy cái bụng bầu đã vượt mặt, thất hiểu trong màn mưa rời tòa án. Những người có mặt tại phiên tòa không khỏi ái ngại. Dù sao với mức án trung thân, đứa con chỉ sắp sinh ra vẫn còn có bố trên đời. Nước mắt người mẹ Khánh trước đây vốn hiền lành chăm chỉ, cùng bố mẹ kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhưng bất ngờ cậu gây ra vụ án kinh hoàng đúng mùng ba Tết khiến nhiều người bàn ra tán vào về cách dạy con của gia đình này. Vào hôm xét xử từ lúc cảnh sát còn chưa dẫn giải, Nguyễn Nam Khánh, mẹ của hung thủ đã nghẹn ngào. Tâm trạng bà bây giờ cũng giống như ngày nghe tin con phạm trọng tội đến thời điểm đưa khánh ra trước vành máu ngựa cả gia đình đều đứng ngồi không yên khi con trai khai nhận tội dù không nghe được hết hàng ghế dưới gương mặt người phụ nữ trung niên khắc khổ rớm nước theo tâm sự của người mẹ nếu không có dính trọng tội có lẽ anh ta đã có một mái ấm đầy đủ trọn vẹn rằng bà có đủ cháu nội cháu ngoại ấm bồng ước mơ giản dị của người mẹ có cơ sở vì khánh vốn ngoan công việc ổn định dù lương cũng chỉ ba cọc ba đồng nhưng nếu biết chắc bóp sẽ đủ sống. Người mẹ tâm sự, trước khi gây án, Khánh là thanh niên ít nói ngoan ngoãn, một số hàng xóm cũng chia sẻ trước đó, nghe tin Khánh gây trọng tội ai cũng bàng hoàng. Với họ Khánh chăm chỉ và thường chào hỏi mọi người cùng khu phố mỗi lần giáp mặt. Trước khi con gây án, vợ chồng bà từng vui mừng vì gia đình con yên bề, dù kinh tế còn khó khăn nhưng với bậc cha mẹ đều mong hạnh phúc đó sẽ đến với con. Nhưng niềm vui đó chưa lâu, bà nghe tin Khánh gây trọng tội. Cả nhà, rồi hàng xóm, đồng nghiệp của Khánh đều bất ngờ. Lúc Khánh bị áp giải lên xe buýt bùng rời đi, người mẹ khắc khổ cố chạy theo gọi tên con. Bà ôm bao đau khổ trong lòng chỉ để thốt ra hai từ. Khánh ơi! Trời hôm đó tối om, mưa giả dích giống như nỗi đau của người đàn bà, biết con mình sẽ chẳng còn tự do. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án vợ bầu 8 tháng quỷ gối vái lia lịa xin tha án tử cho chồng, gây án đúng mùng 3 Tết này hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ tử tù hai người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.